Đây. Anh em chúng tôi hôm nay đã có mặt tại Hòa Bình. Mặc dù trời mưa nhưng mà vẫn quyết định dỡ nhà. Đây, căn này là dỡ bọn tôi dỡ sẽ chuyển vào trong Đà Nẵng. Cột cái vanh 100. Nhà 3 gian 2 trái. Nhà 3 gian 2 trái. Thừng vách rồi. Rất đẹp. 3 gian 2 trái, cột to, gầm cao. Rất đẹp. Chuyển vào. Đây này, về. Bổ sung vách vào thêm ở đây này Hoàng này. Vách đấy có. Vách đấy mình có, mình mang lên chưa? Ừ. Một à, 1 2 3. Ờ thì tất cả các cái xà một là cắm vào cột 1. Đánh chạy vòng quanh à? Cái hàng trước này cứ ghi góc ra góc nhá. Một góc luôn ở đấy được. Nhưng mà 1 2 thì nó là góc còn gì nữa. Không, cái góc số 1 thì đẹp quá, nhà đẹp quá. Cột to anh em, cột to. Nhà rất đẹp luôn. Mình đi xuống dưới cho mọi người xem cái sàn ở dưới nhá. Anh ơi, về nhà mình à? Bình trước toàn lấy hàng cho đang đưa để cho anh rồi. Đây này các đẹp. Nhà đẹp anh em. Đây. Mộc thợ Facebook Mộc thợ đã có mặt để dỡ sàn một ở dưới, rất đẹp anh em nhé, không còn gì để nói luôn. Gầm sàn tất cả các cái vừa cao vừa thoáng đấy, nào mọi người nhìn này, gầm sàn đẹp không, quá đẹp. Đẹp thật. Bút xóa mới được. Cột to thều thẳng phết đấy chứ nhỉ. Chú ý ơi. Chú ý. Dỡ ra khung con này đẹp thật. Yeah.